Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tài xế ô tô tải cán xe qua người nạn nhân đi xe máy ở Đồng Nai bị tạm giữ. Ngày 29 tháng 8, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định tạm giữ Đỗ Minh Tân, 28 tuổi, quê Bến Tre, là tài xế xe tải có hành vi dừng xe rồi tiếp tục chạy sau khi va chạm với người đi xe máy trên quốc lộ 51 tại khu vực cây xăng Vina, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Vào trưa ngày 28 tháng 8, tài xế Tân, 28 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, điều khiển xe tải di chuyển trên quốc lộ 51 theo hướng huyện Long Thành đi thành phố Biên Hòa. Khi đến cây xăng Vina, tài xế xe tải cho xe quẹo phải vào khu vực cây xăng thì xảy ra va chạm với xe máy do ông THD, 38 tuổi, điều khiển đi cùng chiều bên phải. Theo camera hành trình trên xe ô tô đi phía sau ghi lại, sau cú va chạm, người đi xe máy nằm dưới gầm xe tải. Lúc này, tài xế xe tải cho xe dừng lại khoảng 5 giây, rồi tiếp tục di chuyển vào khu vực cây xăng, khiến bánh xe đã cán qua nạn nhân lần hai, khiến người đàn ông này tử vong tại chỗ. Clip vụ tai nạn sau đó đăng tải trên mạng xã hội, gây chú ý đặc biệt trong dư luận. Xét thấy, đây là vụ tai nạn giao thông được dư luận xã hội quan tâm. Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã triệu tập các đơn vị nghiệp vụ, báo cáo nhanh vụ việc và tập trung chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an thành phố Biên Hòa thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ, điều tra, củng cố về hành vi giết người của tài xế xe tải. Đồng Nai, xe tải ben gây tai nạn chết người ở điểm đen quốc lộ 51. Vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 22 tháng 7 trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe tải ben biển số 61C20488 lưu thông trên quốc lộ 51 hướng tới thành phố Biên Hòa đi huyện Long Thành. Khi vừa qua điểm giao giữa quốc lộ 51 và đường Đinh Quang Ân thì xe tải ben va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển. Cú va chạm khiến người đàn ông đi xe máy ngã ra đường, bị bánh xe sau của xe tải ben cán qua. Hiện lực lượng chức năng đang xác minh điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Được biết, khu vực ngã ba đường quốc lộ 51 Đinh Quang Ân có lượng xe tải xe ben lưu thông rất đông, chạy với tốc độ cao. Đây cũng được cho là điểm đen tai nạn trên quốc lộ 51 trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Ám ảnh lời kể nạn nhân về khoảnh khắc kinh hoàng vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại Đắk Lắk. Sáng mùng 7 tháng 8, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị đang tích cực điều trị cho hai bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra tối mùng 6 tháng 8, đó là bệnh nhân Lê Huy Hoàng, 41 tuổi trú tại Gia Lai, và Trương Hùng Cường, 32 tuổi trú Đồng Tháp. Bác sĩ tại bệnh viện cho biết thời điểm tiếp nhận các bệnh nhân vào đêm mùng 6 tháng 8. Thời điểm đó, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương ở vùng trán, tay, chân, đau ngực. Sau khi hội chẩn, các bệnh nhân đã được mổ cấp cứu. Sau khi được phẫu thuật, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định. Có mặt tại khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, phóng viên ghi nhận hai bệnh nhân trong vụ tai nạn được các bác sĩ chăm sóc tích cực. Do mới trải qua phẫu thuật nên các bệnh nhân còn rất mệt, chưa thể nói được. Chị Nguyễn Hoài Phương, người nhà bệnh nhân Lê Huy Hoàng cho hay, đêm qua nhận tin chồng gặp nạn nên tức tốc đón xe từ Gia Lai qua. Theo chị Phương, chồng chị lái xe sang Đắk Lắk chở sầu riêng thuê, không may gặp nạn. Do chồng vừa trải qua ca phẫu thuật nên người khá mệt, tinh thần còn hoảng loạn. Tương tự, bệnh nhân Trương Hùng Cường cũng vừa xảy ra một cuộc phẫu thuật, chân trái được băng bó cố định, mặt bị trầy xước nhiều chỗ. Bệnh nhân cũng khá mệt và còn rất ám ảnh về vụ tai nạn xảy ra tối mùng 6 tháng 8. Cũng trong sáng mùng 7 tháng 8, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận hai nạn nhân trong vụ tai nạn trên đường tránh Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện do bị thương quá nặng. Hai nạn nhân vừa tử vong là ông Nguyễn Xuân Vũ, 47 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng và ông Phạm Văn Hảo, 39 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng.
Trước đó, vụ tai nạn trên đã làm anh Phan Văn Chiến, 25 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 6 tháng 8, tài xế Phan Văn Chiến điều khiển xe tải 60H04700 chở theo hai người khác trên cabin và sầu riêng phía sau lưu thông từ Gia Lai đi Đắk Lắk. Khi đến đường tránh Buôn Hồ, đoạn qua địa phận huyện Cư Mơ Ga, xe tải 60H04700 do anh Chiến điều khiển tông vào đuôi xe tải 81C23911 do ông Lê Huy Hoàng, 42 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Bị tông từ phía sau, xe tải 81C23911 lao lên trước, tông vào xe container 81H01804 kéo theo rơ móc, đang dừng bên phải đường, phía trước do hư hỏng. Thời điểm xảy ra va chạm, xe tải 81C23911 do ông Hoàng điều khiển chở theo hai người khác và cũng chở sầu riêng từ Gia Lai đi Đắk Lắk. Đến thời điểm hiện tại, vụ tai nạn liên hoàn làm 3 người tử vong, trong đó xe tải 81C23911 có một người tử vong là ông Lê Văn Hảo, xe tải 60H04700 có hai người tử vong là tài xế Phan Văn Chiến và ông Nguyễn Xuân Vũ, ghi nhận tại hiện trường cho thấy hai xe tải bể nát phần đầu. Như Pháp Luật Online đã thông tin, vào tối mùng 6 tháng 8, vụ tai nạn xảy ra, giao thông liên hoàn giữa hai xe tải và một xe container làm nhiều người thương vong. Sau vụ tai nạn, tuyến đường tránh Buôn Hồ, đoạn qua huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk bị ùn tắc giao thông cục bộ. Cảnh sát đã chặn hai đầu tuyến đường tránh, hướng dẫn người dân di chuyển theo hướng khác để phục vụ công tác cứu hộ, giảm tránh ùn tắc. Nguyên nhân chính của vụ tai nạn xuất phát từ việc tài xế Phan Văn Chiến không duy trì khoảng cách an toàn và không kiểm soát được tốc độ khi điều khiển phương tiện. Điều này dẫn đến va chạm với xe phía trước và gây ra chuỗi tai nạn liên hoàn. Việc dừng đỗ không đúng quy định của xe container cũng góp phần làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông để nâng cao nhận thức của nhân dân. Các chương trình đào tạo lái xe cần chú ý đến các kỹ năng lái xe an toàn, đảm bảo tài xế đều có kiến thức và kỹ năng cần thiết để xử lý các tình huống cấp bách như trong vụ việc đáng tiếc này. Nạn nhân sống sót kể giây phút xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng ở Lạng Sơn. Là một trong 10 nạn nhân may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở Lạng Sơn hôm 30 tháng 10 năm 2023, bà Võ Thị Hà ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi đi lễ xong tại ngôi đền ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đoàn khách ra xe về. Vừa đi được vài km, xe ô tô gặp nạn, thời điểm đó đa số người có mặt trên xe đang ngủ. Khi nghe tiếng động mạnh, tiếng la hét thất thanh, bà vội vàng tìm kiếm người thân. Gia đình bà Hà có 3 người đi chuyến xe này, gồm hai vợ chồng và người em chồng, tất cả đều bị thương. Bà Mai Thị Bông ở thành phố Hạ Long, một nạn nhân khác của vụ tai nạn kể, lúc lên xe ngồi bà còn thức, nhìn ra đường khá tối, đột nhiên có tiếng va chạm rất mạnh, bà ngất đi. Vài phút sau, bà Bông tỉnh lại thấy xung quanh mọi người kêu khóc, cánh cửa xe khách bật ra, bà nhanh chóng bò ra khỏi xe, bà Bông bị thương ở mắt. Một người phụ nữ 59 tuổi là nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đã được về nhà ở thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Người phụ nữ này cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng. Theo lời kể của người phụ nữ này, đoàn của bà gồm 16 người cả lái xe đi lễ đền ở Lạng Sơn từ 4 giờ sáng. Sau khi kết thúc lễ ở các đền thì đến 2 giờ 7 phút ngày 31 tháng 10 năm 2023, đoàn lên xe để về Quảng Ninh. Xe đi được khoảng 10 phút thì thấy tiếng động rất lớn, liền đó mọi người trong xe bị đẩy về phía trước và đập vào ghế kèm theo là những tiếng kêu la hoảng loạn. Sau tiếng rầm rất lớn, xe rung lắc dữ dội, vỡ hết kính cửa sổ. Người phụ nữ này ngồi sau ghế lái xe nên bị đập mạnh vào thành ghế, đau nhói vùng bụng. Nhiều người trong xe kêu cứu, lúc này nhìn ra bên ngoài thấy khói bốc cao. Bà liền hô hoán mọi người, rồi nén đau để trèo ra khỏi cửa sổ thoát thân. Sau vụ tai nạn, hiện trường ngổn ngang mảnh vỡ của xe, nhiều người nằm bất động, những người còn sống và bị thương được tài xế xe container cùng những người gần đó hỗ trợ thoát khỏi xe và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Được biết, trong đoàn 15 hành khách đi lễ, có hai vợ chồng tổ chức thuê xe rủ 13 chị em cùng chơi với nhau từ Quảng Ninh lên Lạng Sơn làm lễ. Một người phụ nữ thoát nạn khác cho biết, khi đang nói chuyện với bạn ngồi bên thì nghe tiếng rầm, sau đó bị hất văng lên trần xe rồi đập xuống ghế đau điếng. Dù đang rất đau nhưng chị vẫn cố bò ra khỏi cửa kính xe đã vỡ. Ra khỏi xe, chỉ vài phút thì chị liệm đi. Lúc tỉnh dậy, chị đã thấy mình đang được cấp cứu tại bệnh viện vì đa chấn thương. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!